talk about five precepts. Hôm nay chúng ta sẽ nói về năm giới. After taking in three refuges, we usually recite Panadipata, Viramani, Saikavaran, Samadhi, Yami, and undertake refraining from killing living beings. Sau khi chúng ta quy y tam bảo xong, thường chúng ta tụng năm giới. Đầu tiên là Panadipata, Viramani, Saikavaran, con xin thọ tùy điều học có tác ý tránh xa sự sát sanh. So Panadipata, what is the meaning? Two words are joining. Panadipata. Pana is, what is pana? Pana is, according to conventional truth, being. Being is called pana. According to ultimate reality, jivitendriya, life faculty. Mentality also have, materiality also have. So that is a pana. What is a dipada? A dipada is a make a fall down quickly. So pada is a fall down, making him fall down. A d is a quickly. So normally beings are, well, life faculties are automatically will die, but you make them faster. You make them faster to falling down. So that means killing living beings. Và cái chữ đầu tiên là Panadipata. Này có nghĩa là gì? Từ này nó gồm hai từ ghép lại đó, chữ là Pana và Dipata. Pana đó chính là chúng sanh. Chúng sanh nói theo cái nghĩa của quy ước hay cái sự thật chế định, là nó là những cái sinh vật. Và nói theo nghĩa cùng tột hay chân đế, đó chính là cái mạng căn. Mạng căn hay là mạng quyền, nó bao gồm cả danh và sắc hay là cả tinh thần và vật chất. Thì trong một chúng sanh nó có phần yếu tố tinh thần và nó cũng và yếu tố vật chất, và nó có sự sống kể cả hai yếu tố tinh thần và vật chất thì gọi là pana. Và cái chữ Dipata là làm cho nó nhanh chóng chấm dứt hay làm cho nhanh chóng bị diệt đi hay là tan hoại, rơi xuống. Như vậy có nghĩa thường là cái mạng căn, cái sự sống của chúng sanh nó sẽ chấm dứt khi mà nó đến thời. Tuy nhiên chúng ta làm cho nó chấm dứt nhanh hơn thì gọi là sát sanh. So in this case you can find what is living beings. So according to definition, living beings is a jivitendriya, life faculty. So for the human, from the mother womb, from the beginning point of our life, so life faculty have, for example, for the human, before 10 months before giving birth, usually 10 months before giving birth, so start have a life faculty. So some are dependent on the egg, like a bird or chicken. So from the egg, life faculty have. Before 10 months, since the beginning. Yeah, since beginning. So amount of this being, human being, is in the scripture mentioned. So the goat's hair or sheep hair, body hair, put into the wine, take out the hair. So at the dip, there is
one drop. So like that, very small, very clear. So even in that, you have a life of faculty. Oh, mind and body. Mind yes. and body. The mind, one kind of factor is the life of faculty. Jivita indriya. In the body also have a life of faculty. Và như vậy chúng ta có thể nghiên cứu thêm về cái chữ pana như thế nào là chúng sanh. À, chúng sanh thì nó và có mạng căn hay là có sự sống. À, và nó bắt nguồn từ trong bụng mẹ vào cái giây phút đầu tiên khi chúng ta thụ thai. Đối với loài người thì nó đã có cái sắc mạng căn. Sắc là thuộc về vật chất, về thân thể nó đã có. Và về phần tâm thức nó cũng có cái mạng căn. À, và đối với trứng cũng vậy. Nó những cái chúng sanh mà nó tái sanh, gọi là noãn sanh dựa trên trứng á, thì là khi mà nó thụ tinh thì nó cũng đã có cái mạng căn. Và cái giây phút đầu tiên đó, đối với vật chất ấy, ví dụ như nó còn nhỏ lắm, nó nhỏ như là một khi chúng ta nhúng một cái sợi lông vô một trong cái dầu và chúng ta lấy ra, thì trên đầu của sợi lông nó có một tí xíu dầu. Thì cái mặc dù chút xíu như vậy, và khi chúng ta bắt đầu tiên cái sự thụ thai, nó cái vật chất trong cái về cái phần mà vật chất ấy, nó mặc dù nó nhỏ như vậy nhưng trong đó nó đã có chứa cái mạng căn cả tinh thần lẫn vật chất. So some beings we call sansedaja moisture beings. So based on that, they arise, not stay into the mother womb. So some are spontaneous beings, like devas, brahmas, hell. So those are spontaneous beings. Và có những cái chúng sanh khác, ví dụ như thuộc về thấp sanh. Thấp sanh là sinh ra từ nơi ẩm thấp tối tăm, từ nhiệt độ hay từ nước, vân vân, từ những nơi dơ bẩn thì gọi là thấp sanh. Nó không có sanh từ thai hay từ trứng, và nó cũng có hay gọi là chúng sanh, tức là có sự sống. Và ngoài ra có những chúng sanh thuộc về hóa sanh. Hóa sanh là tự động hóa hiện ra, ví dụ như chư thiên, ngạ quỷ hay chúng sanh ở địa ngục. So all living beings are included here. So, but about the jivita indriya, two types, one is materiality, one is mentality. For the human, for the animal, so for the kamavachara beings, so have two types. In the rupavachara beings, so mostly two types, but one kind of beings called asanyasatta, non-perception being. So for them, only materia jivita indriya. Another beings are arupa beings. For the arupa beings, no materia jivita indriya, only mental jivita indriya. Và như vậy, cái mạng căn là nó có mặt trong tất cả chúng sanh. Và hầu như chúng sanh thì nó gồm có 5 loại: thấp sanh hay hóa sanh, noãn sanh, thai sanh. 4 loại. Và nó đều hầu như đều có cái mạng căn này. Đối với chúng sanh thuộc về dục giới, ví dụ như loài người hay các cái loài thú vật, thì nó đều có sắc mạng căn và danh mạng căn. Tức là mạng căn nó có mặt ở trong phần vật chất và cả phần tâm thức tinh thần. Và đối với chúng sanh ở cõi trời phạm thiên sắc giới thì nó cũng có đầy đủ kể là sắc mạng căn và danh mạng căn. Chỉ trừ cái chúng sanh ở cõi trời vô tưởng là do họ không có tâm thức cho nên họ không có cái danh mạng căn. Và còn đối với chúng sanh ở cõi trời phạm thiên vô sắc giới thì họ không có cái sắc mạng căn, tức là không có cái sự sống thuộc về vật chất. So,
Dibada is make them to fall down quickly or faster. That means lives automatically will die, but you make it shorter, faster. That means only. Và chữ pana, xin lỗi, chữ patipata tức là làm cho cái mạng căn này nó chấm dứt một cách nhanh hơn, làm cho mạng căn này ngắn hơn. À, bình thường thì cái mạng căn hay sinh mạng của chúng sanh sẽ tự chấm dứt, sẽ một lúc nào đó sẽ chấm dứt. Tuy nhiên bạn làm cho nó chấm dứt nhanh hơn. So that idea is something to understand. Bodhisattva one time, his name is Benchavuta. Benchavuta is who has five weapons. Pancha is five. Avuta is a weapon. Who has five weapons. So one time he go into the forest. In the forest there is a big, huge demon, always disturbing people, eating people. So Bodhisattva, after learning the weapons from the Takasila city, go into that forest. People stop him not to go there, not to find demon. So, but he go into the forest, so meets with the demon. Cái việc sát sanh chúng ta có thể hiểu như vậy. Có một câu chuyện liên quan đến chuyện tiền thân của Đức Phật. Thời một thời ngài là Đức Bồ Tát tái sanh có tên gọi Panchavuta. Pancha là năm, Uta là vũ khí, là người có năm loại vũ khí. Vào thời đấy có một cái con dạ xoa to lớn hung dữ ở trong rừng, và nó hay quấy nhiễu loài người và hay ăn thịt những người nào mà ngang qua khu rừng đó. Thì Đức Bồ Tát có ấy đã học năm với loại vũ khí ở thành Takasila thuần thục, và ngài muốn đi vô rừng để kiếm con dạ xoa. Nhưng nhà có nhiều người cản ngài không nên đi, nhưng mà ngài vẫn cứ đi. So at that time he used weapons. So all weapons are stick on the hair of demon, not useful. So at that time he punch with the fist. So fist also stick on the hair. So kick with the leg. So leg also stick on the hair. After that hit with the head. So head also stick. All are stick on the body of demon. Và khi mà ngài dùng năm loại vũ khí để chiến đấu với con quỷ dạ xoa, thì năm loại vũ khí nó đều bị dính vô cái lông của con quỷ. Và ngài dùng tay để đấm thì cái tay cũng bị dính vô lông của nó. Và dùng chân đá thì chân cũng bị dính luôn. Dùng đầu để mà giống như là cụm thì cũng bị dính đầu vô luôn. If you meet those huge demons, how to do? Nếu các bạn gặp một cái con quỷ dạ xoa to lớn như vậy thì các bạn sẽ làm gì? Run away. You hide. Say hello. Có người nói là xin chào. Say hello. So, demon surprise. When other people meet him, very afraid. So, Bodhisattva not afraid. He's surprised. So, because of this, he asked Bodhisattva, why don't you afraid of me? So, Bodhisattva said two reasons. One reason he say is ekasmin bhave ekamarana niyata meva. Dying one time in one life is certain. That is the one reason. Và khi con dạ xoa nó thấy Đức Bồ Tát như vậy thì nó rất là ngạc nhiên, bởi vì bình thường tất cả người khác khi thấy nó thì rất là sợ hãi và bỏ chạy. Và tại sao có một người lại
chiến đấu và đấm đá như vậy mà không hề sợ hãi, thì nó mới bắt nó hỏi Đức Bồ Tát tại sao là ngươi không sợ ta. Thì Đức Bồ Tát trả lời: tại sao à? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là chết một lần trong một đời là một chuyện tất nhiên. Another reason is inside my body there is a weapon called Vajira. If you eat me, you also will die. So that is one reason. So Vajira weapon, he means wisdom. He has a wisdom. So aiming to wisdom, he said, I have a weapon called Vajira inside my body. If you eat me, you also will die. So because of this reason, I don't afraid of you. Và lý do thứ hai là trong cái thân của ta nó có một loại vũ khí gọi là Vajira. Và nếu mà ngươi ăn ta thì ngươi cũng chết. Và Vajira này có nghĩa là trí tuệ, ý ngài muốn nói về trí tuệ. So here I want to mean is dying one time in one life is a certain. So every beings, everybody will die itself. That is a nature. No need to kill. Although don't kill, dying one time in one life is a certain. Và cái chỗ này tôi muốn giải thích. Cái câu thứ nhất của Bồ Tát trả lời rằng chết một lần trong một đời là một điều tất nhiên, một lẽ đương nhiên. Và ở đây tất cả chúng sanh thì tất cả chúng sanh đều phải chết trong một lần trong một đời sống. Như vậy không cần phải giết cái chúng sanh đó mới chết, và tự nhiên khi đến kỳ thì chúng sanh đó sẽ phải chết. Killing is just making faster to die only. Và cái việc giết hay sát sanh nó chỉ là làm cho cái sự chết đó diễn ra sớm hơn, nhanh hơn mà thôi. So if you hate mosquito, no need to kill. After a few hours, a few days later, you will die itself. À, và như vậy nếu mà các bạn có ghét muỗi á, cũng không cần phải giết nó. Chỉ sau vài tiếng hay sau vài ngày thì nó sẽ chết. So in the same way, no need to afraid too much. Killing by others, dying one time in one life is certain. No need afraid too much. No need to afraid of much. Killing by others. Being killed. Being killed by others. Và cũng như vậy, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi nhiều. Nếu mà bị người khác giết. Vì ai rồi cũng sẽ phải chết một lần. So that is related to Atipada, making faster to die. Và đây là nó liên quan cái chữ Atipada, là làm cho chết sớm hơn, nhanh hơn. So if someone trying to kill others, just getting akusala only. Như vậy, bất cứ ai mà cố gắng giết hại chúng sanh khác, thì chỉ là đang tích lũy cái bất thiện nghiệp mà thôi. Although we don't kill them, they will die themselves. Và mặc dù chúng ta không giết chúng sanh khác, nhưng chúng sanh khác tự họ sẽ đã chết. So about the killing, if killed beings have a lot of quality, so more faults. If less quality, less fault. Because of this, if someone kill Arahanta, so after passed away, surely will reach hell, to the hell. So if someone kill other beings after passed away, not so sure to reborn in the hell in the next life, but only just in one time, Và ví giết hại chúng sanh khác thì gặt hái cái quả bất thiện, cái nhân bất thiện. Và
tùy vô cái chúng sanh đó, giới đức của chúng sanh đó càng cao thì cái tội, cái bất thiện nghiệp nó càng lớn, tội lỗi càng lớn. Và chúng sanh đó giới đức thấp thì cái bất thiện nghiệp đó nó ít có nặng nề hơn. Ví dụ như một vị A-la-hán thì giới đức là tột cùng. Nếu ai giết vị A-la-hán thì đương nhiên là đời sau sẽ tái sanh vô địa ngục như là một cái hệ quả tất yếu. Nhưng giết những chúng sanh khác không phải là A-la-hán thì cái việc mà ngay sau đời đó tái sanh vô địa ngục là điều không phải là luôn luôn và không phải là chắc chắn. Nó không có cố định, mà có thể chỉ là một lần bị rơi vô địa ngục. In the same way, killing a mother, killing a father, that is very, very dangerous. Those people cannot get attainment in this life. Also, after passed away, very born in the hell. Và cũng như vậy, ai mà giết cha, giết mẹ, đây là một điều vô cùng nguy hiểm. Trong đời này không thể đạt được một cái điều, không thể chứng đắc một cái gì. Và ngay sau khi chết, liền lập tức phải tái sanh vô địa ngục. So, how about killing a mosquito and killing an elephant? Và như vậy, giết con muỗi và giết con voi thì nó như thế nào? So, killing elephants is because you have to make a lot of efforts. So, if you have to make a lot of efforts, so because of efforts, more fault. Và vì khi giết con voi, vì con voi nó rất là to, cho nên cái người mà giết hại con voi phải làm rất là nhiều nỗ lực, cố gắng để có thể giết được con voi, cho nên nó có nhiều cái bất thiện nghiệp hơn. So if the same effort, if we killed one beings, killed many beings, so many beings, many faults. Và ví dụ như cũng cùng một nỗ lực đó mà có giết một chúng sanh, nhưng cùng một nỗ lực đó mà một lúc giết được rất nhiều chúng sanh thì cái tội lỗi khi giết nhiều chúng sanh thì nó nhiều hơn. So now I want to say the factors of killing. Và bây giờ tôi muốn nói về các chi phần của giới sát sanh. Number one, must be living beings. Thứ nhất là chi phần thứ nhất đó là phải có chúng sanh. Sometimes some plants like living beings. So if you kill the plants, although you think it is living beings, no panadipada. Và thỉnh thoảng có những cái loài cây nó thuộc về thảo mộc nhưng nó giống như là chúng sanh gì đó, nhưng mà không phải chúng sanh. Và mặc dù bạn ngắt cái cây hoặc là hại cái cây đó, bạn nghĩ rằng mình đã phạm giới sát sanh rồi, nhưng mà không phải, bởi vì nó không phải là chúng sanh, tức là phải có tâm thức. Another one is having a perception as a living beings. So although you kill living beings, if you think that is plants, not living beings, so no panadipada. Và cái chi phần thứ hai đó là tâm biết rằng, tâm biết có chúng sanh đang sống. Đây là cái chi phần mà tạo thành giới sát sanh. Ví dụ như khi các bạn giết chặt một cái cây mà không có tác ý là chặt cái cây thôi, nhưng mà không biết rằng là có cái chúng sanh nó đang ở trên cây đó, thì mình không biết cái chúng sanh đó thì là vẫn không phải phạm giới. Next one is killing your mind. So one to kill like that. For example, you drive a car on the road, the car may step insects. No have a killing your mind, so no panadipada. Và cái phần thứ ba là có tác ý muốn giết. Và nếu mà quý vị đang chạy xe trên đường mà cái bánh xe tự nhiên cán với các cái côn trùng và nó chết, thì cái đây không phạm giới, bởi vì nó không có cái chi phần thứ ba này, không có tác ý muốn giết.
Maybe because of this, when I was a Samanera, one of my friends told me, so when a mosquito bites him, he don't know biting a mosquito. He thinks that because of itchy, he rubs his body. So when he rubs his body, so mosquito happened to beat mosquito. So I don't have a desire to kill mosquito, but after happened to be killed mosquito, I'm very happy. Và liên hệ tới cái chỗ tác ý này, thì lúc mà tôi làm một sự còn một vị sa di á, thì bạn của tôi mới nói rằng khi mà bạn ấy bị mũi cắn ấy, thì bây giờ không có tác ý giết mũi, nhưng mà chỉ là thấy ngứa và gãi thôi. Thì khi mà gãi thì thấy cái con mũi do mà gãi nó chết á, thì nhìn thấy mũi chết thì rất là vui. Maybe not have a desire to kill, but he want to kill. So no panadipata he can do. So that's the conclusion. Huh? Or just his idea? Yeah, maybe his idea is like this. Mm. Without committing panadipata, so his desire. Và cái bạn ấy nói là ý là mình không có phạm giới sắc sanh, mình không có tác ý muốn giết, nhưng mà cái ước nguyện nó hoàn thành. Next one is making effort. Making effort is sometimes we know this is a living beings, have a perception of living beings, killing in mind, however, but we don't make any effort. We don't do anything. May die it itself. So no panadipada. Và cái chi phần thứ tư đó là có nỗ lực để giết. Sau khi mà biết có một chúng sanh và có tâm biết rằng đó là chúng sanh và có tác ý muốn giết chúng sanh đó, nếu chúng ta có nỗ lực thực hiện hành động thì để giết đó, thì nó phạm. Còn nếu mà có ba cái chi phần bên trên mà mình chẳng làm gì hết, mình cũng muốn giết nhưng mà mình không làm gì hết, nếu mà chúng sanh nó tự động nó chết thì như vậy chúng ta không có phạm giới. So sometimes that is we need to know, sometimes in some situation if we trying to help, so something making effort, sometimes making effort not so sure may save his life or may die. Or maybe worse. For example, curing disease, giving a medicine. So, if you don't make any effort, you may not help. Also, you may not kill. But if you help, you have to be sure not to have a killing in mind. If you're not sure, if you have some desire, killing in mind, making effort, if a positive way, so like may commit panadipata. Vậy tới đây là mình còn phải hiểu một số, trong một số cái tình huống, cái trường hợp đặc biệt ấy, mình phải xem xét cho kỹ. Trong những cái trường hợp đôi khi chúng ta muốn giúp, muốn cứu, nhưng mà khi chúng ta có một cái nỗ lực hành động thì do vì cái nỗ lực hành động đó của chúng ta có thể là chúng sanh đó có thể được cứu hoặc có thể tệ hơn bị giết đi. Ví dụ như trong một số trường hợp là cho thuốc uống hoặc chữa bệnh, thì khi mà cái tình huống nó xảy ra mình phải kiểm tra cái tâm mình cho kỹ là mình có tác ý muốn giết hay không mà trước khi hành động, và mình phải chắc chắn nếu mà mình ta có tác ý muốn giúp á, thì cái thì mình nên chắc về cái hành động giúp của mình nó không có làm cho tệ hơn, hoặc là coi thử có tác ý muốn giết không. Chứ nếu mà mình có nỗ lực
có hành động và mình có một cái ý muốn giết nào đó nhẹ thì đôi khi mình phạm giới sát sanh. So next one is dying with that effort. Và cái chi phần thứ năm là chúng sanh đó bị chết do với cái nỗ lực của mình. Whether you make effort, if not die, no panatipata. Và như vậy, mặc dù mà mình có nỗ lực giết nhưng mà chúng sanh nó không chết thì mình cũng không bị phạm giới sát sanh. So all are five factors. I will repeat again. One is living beings. Number two, having a perception as a living beings. Killing a mind. Making an effort. Dying with that effort. Và như vậy có năm chi phần tạo thành một cái nguyên nghiệp hoặc là cái bị phạm giới sát sanh. Tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là có chúng sanh đang sống, và thứ hai là tâm biết rằng đó là chúng sanh. Thứ ba là có các ý muốn giết chúng sanh ấy. Thứ tư là có nỗ lực hành động để giết. Và thứ năm là chúng sanh chết bởi vì cái nỗ lực của chúng ta. So another definition is about the making effort. So making effort is there are six types. One is sahatika, killing by own self. Another one is anatika, encouraging others to kill. Và đối với cái phần mà nỗ lực để giết á, nó lại có sáu. Thứ nhất là tự mình giết, sahachika. Thứ hai là atachika, là suối bảo người khác giết. Next one is nesakiya, throwing. Throwing is like shooting with a gun or arrow, like that. That is also considered making efforts. Và cái thứ ba là bắn hay là chọi ném, tức là dùng một cái vật ấy, thì giống như bắn súng hoặc ném đá, thì đây cũng được xem là nỗ lực để giết, nisachika. Next one is tawara. Means permanence or always. That means, for example, on the way, digging a hole to fall down when he comes, like that. So existing long time, such as that. So that is also making effort. Cannot say he fall down, it is himself. Và cái thứ tư là thawara, là như là một cái như là làm bẫy, đặt bẫy, mà cái bẫy này nó kiểu như nó tồn tại lâu dài á. Ví dụ như đào một cái hầm, cái hố, và mình bị trang lên, có chúng sanh đi ngang sẽ rớt xuống chết, thì đó cũng là cái nỗ lực. Tại mình không thể nói ô tự chúng sanh đó hay người đó hay con vật đó đi ngang tự nó rơi xuống nó chết, nhưng thực ra trong cái sự nỗ lực của mình là nó là có vi phạm. Next one is vajjamaya, reciting a mantra to kill other people. That is also a kind of effort. Và thứ năm là tụng đọc thần chú để giết hại người khác. Và đây cũng là một cái loại mà phạm, có nỗ lực tác ý giết. Next one is adimaya. Adimaya is made by power. Power is some people have a karma power. If they want someone to die, so if they say something, so really happen. So if someone have such power, with that power, if it killed, so that is also making a fault. Và cái loại nỗ lực thứ sáu là etibamaya, tức là nỗ lực bằng, có thể nói là bằng năng, bằng thần thông, hoặc là bằng một cái năng lực đặc biệt. Một số loại người hoặc một số chúng sanh họ có cái năng lực đặc biệt do nghiệp sanh á,
thì họ chỉ nói ra một tiếng hoặc họ tắt, thì cái người họ họ muốn người khác chết thì người khác cũng do cái năng lực của họ mà bị chết. Và đây cũng là cái chi phần thuộc về nỗ lực giết. So what is disadvantages of killing? So if someone killed other beings, that karma may produce woeful state. Và những gì là bất lợi của việc giết hại? Nếu mà một người giết hại chúng sanh khác thì cái thiện nghiệp, cái bất thiện nghiệp đó nó sẽ cho quả tái sanh trong bốn cõi khổ. Although reborn as a human, so about the eye, ear, nose or limbs, how to say, may fail. Và nếu chúng sanh đó may mắn được tái sanh làm người, thì làm người không có trọn vẹn sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi bị khiếm khuyết. May reborn as a, like a not healthy situation. Và bị tái sanh trong một tình trạng không có được khỏe mạnh. Less energy. Yếu sức. Next one is so like not fresh, not fast, means weak. Và giống như bị chậm lục, bị khiếm khuyết. So have a nature being afraid if encounter with the danger. Và thường có tâm sợ hãi khi đối diện với những tình huống nguy hiểm. So may have a being killed by others or may do own self. Và có thể bị người khác, bị chúng sanh khác giết hại nếu đủ nhân duyên, hoặc có khi tự mình giết hại mình, tức là tự tử. Much disease. Và có nhiều bệnh tật. So breaking followers, disappointing or damaging followers. Và không có tùy tùng, hay là hoặc là không làm cho những người xung quanh mình được đoàn kết, đoàn tụ. Being in short life. Và có tuổi thọ ngắn. So that is a subsequent result. So killing in time, many children are arising. So because of this, those children will produce many woefuls, many lives in the woeful state. So before killing, after killing, have a desire to kill. So those children may produce this subsequent result. Và đây là những cái hệ quả tương ứng của cái nghiệp sát sanh, nghiệp bất thiện. Và vì khi mà trong lúc sát sanh ấy, thì cái tiến trình tâm rất là nhiều, cái chitana, cái tác ý nó khởi lên trong các cái tiến trình tâm, và nó là cái tiến trình bất thiện. Và một cái chitana này, một cái bất thiện nghiệp này, nó có thể đưa vào cái tái sanh trong một đời, trong các cái cõi khổ, bốn cõi khổ. Và nhiều tiến trình tâm như vậy. Và trước khi giết và sau khi giết cũng có rất nhiều tiến trình tâm bất thiện. Ví dụ như tính toán sau khi giết là hối hận, vân vân. Thì những cái chitana hay là cái tư bất thiện này, nó sẽ tiếp tục cho quả như là một sự tương ứng, hay là một sự hỗ trợ cho các cái bất thiện nghiệp mà nó xảy ra cùng thời với người, cùng lúc với người đó. Ví dụ như bị tuổi thọ ngắn, bị bệnh tật, bị giết hại bởi chúng sanh khác, vân vân. So because of this, if we afraid of those sufferings, we need to avoid killing living beings. Và như vậy, nếu chúng ta sợ hãi những cái kết quả xấu như vậy,
những cái bất lợi như vậy thì chúng ta nên tránh xa sự giết hại chúng sanh khác. So, we shall go next one. Adina dana viramani sekhavran samadhi yami. Và chúng ta đi tiếp qua cái giới thứ hai, đó là ban adina dana viramani sekhavran samadhi yami, là con xin thọ trì điều học có tác ý tránh xa sự trộm cắp. So adina dana is two words joining. Adina adana. Adana is a taking. Adana is what is not given. Taking what is not given is stealing. Và cái chữ adina adana nó có do hai chữ ghép lại, đó là chữ adina và adana. Adina là lấy, adana là những gì không được cho. Như vậy lấy những gì không được cho là ăn cắp. So, because of this, sometimes the translations are taking what is not given. That is a literal meaning. So, as a meaning, that is a stealing. Như vậy, thỉnh thoảng, cái chữ này cũng được dịch thẳng ra nghĩa là lấy của không cho. Lấy của không cho nó cũng có nghĩa là trộm cắp. So, if a property is superior, good, more fault. If inferior, less fault. Và tùy vô cái giá trị của đồ vật mà bị lấy, nếu mà nó giá trị cao thì cái tội nó càng nặng. Nếu cái đồ vật giá trị thấp thì tội nhẹ hơn. If a property belong to higher quality one, more faults, lower quality one. If properties belong to lower quality one, less fault. Và nếu mà cái của cải hay đồ vật đó nó thuộc về người có giới đức cao thì cái người trộm cắp càng mang tội nặng. Còn nếu của cải nó thuộc về người có giới đức thấp thì ít tội hơn. So, in the Buddha time, Bimbisara, King Bimbisara's relatives are being born as a beta. Because long times ago, Bimbisara offering foods to the Sangha or Buddha, his relatives are in the kitchen. So they eat fast before Buddha and Sangha, because of this, they reborn as a beta. Và thời Đức Phật có vua Bimbisara là Tần Bà Sa La, và có một dịp mà ông biết được là gia quyến đời trước của ông là ngạ quỷ và kêu cứu ông để mà chia phước. Thì cái nguyên nhân là vì trong một thời quá khứ lâu xa, lúc đó tiền thân của vua Bimbisara là hoàng tử ấy, vì ấy cúng dường, chuẩn bị vật thực để cúng dường đến Đức Phật và chúng tăng. Thì những cái người thân tùy tùng của ông, gia quyến của ông làm ở trong bếp ấy, thì là không có kính trọng Đức Phật và chúng tăng, cho nên đã ăn những cái món ăn trước Đức Phật và chư tăng, và do cái nghiệp đó mà đã bị tái sanh vô loài ngạ quỷ trong một thời gian vô cùng lâu dài. Eons. In the Buddha time only, Bimbisara do bearing merit, they free from beta life. Và họ phải ở trong cảnh giới ngạ quỷ đó vô cùng lâu, có rất là nhiều đại kiếp trái đất, và chỉ đến khi mà vua Tần Bà Sa La tái sanh làm vua, như cái đời đấy, đời của ông là Tần Bà Sa La, thì lúc đó ông lại cúng dường đến Đức Phật và chư tăng, và ông hồi hướng phước báu đó đến cho những cái gia quyến đó, thì họ mới thoát khỏi cái cảnh ngạ quỷ đấy. So now I will tell about factors of Adina Dana. Và bây giờ tôi sẽ nói về các chi phần của giới trộm cắp. Number one is a bra breaking owned by others.
Some properties are nobody own, so no problem. If owned by others, so can be adinadana. Và cái chi phần thứ nhất đó là tài sản được sở hữu bởi người khác, là có người sở hữu tài sản đó. Nếu một một số loại tài sản của đồ vật nó không có ai sở hữu thì không sao, nhưng nếu có người sở hữu nó thì nó thuộc về chi phần này. Next one is Brahmabhikkhu Sanyita. Having a perception that it is owned by others. Chi phần thứ hai là tâm có biết rằng tài sản hay vật chất đó nó có người khác sở hữu. So, although it is owned by others, if you think that is not owned by others, that is nobody own, so cannot be adinadana. Như vậy, chỗ liên quan chi phần này, mặc dù có một số tài sản nó có người khác sở hữu nhưng mà bạn lại không biết, bạn cho rằng cái này không có ai, là không ai làm chủ nó hết, thì mình hoàn toàn không biết như vậy, không nghĩ rằng như vậy thì mình không có bị phạm. So in Myanmar have some Zen tradition. So in the full moon day of in one month, usually they put properties somewhere to found by anyone. So at that night, so children are finding properties they're trying to get. Và ở Bima có một cái truyền thống là vào những ngày trăng tròn á thì người ta cứ để đồ ra ngoài vậy, và đồ đó có thể là như cho bất cứ ai mà nhận được, ai mà nhặt được, kiếm được. Thì vào cái đêm trăng tròn đó thì trẻ con á nó hay chơi đùa và nó đi kiếm những cái đồ vật mà được để ra cho như vậy. So that is not owned by not having a perception, it is owned by others. Như vậy ở trong trường hợp này thì nó không có cái tâm biết rằng là của cải này thuộc về người khác, tức là nó có biết là tức là nó biết rằng của cải đó không có. Next one is Theya Chaita, stealing a mind. So some are because of being friendly, they take what is not given. So that is no adinadana. Because they don't have a stealing in mind. So one of my friends say, so you take others' property. Why don't you say? If I say you like not friendly. Và chi phần thứ ba là tâm muốn lấy của người khác hay là tâm có trộm cắp. Trong trường hợp một số người họ lấy của người khác như là một cái thói quen á thì nó không có bị phạm. Ví dụ như tôi có một người bạn mà vị ấy cứ lấy đồ của người khác mà không có nói, thì khi chúng tôi hỏi tại sao không nói thì vị ấy nói là nếu mà nói như vậy, cái gì cũng phải hỏi như vậy thì không có thân thiện. Thì trong trường hợp này thì là không phải là có tâm trộm cắp. So that is a friendly way. Đó là cái cách gọi là thân thiện. But in the commentary mentioned what is a friendly way. Tuy nhiên ở trong chú giải có giải thích về cái như thế nào là cách thân thiện. So have said when you need you can take my property. Đó là đã được thông báo hay là được mời rằng là khi mà bạn cần có thể lấy đồ dùng của tôi. Next one is when you take his property, the owner be happy. Và là khi mà người đó lấy cái đồ dùng đó thì cái người chủ của đồ dùng đó cảm thấy rất hoan hỷ vui vẻ.
Another one is being alive, not a positive way. Và cái thứ ba nữa là vẫn who alive, not a positive way. Bên đây. The owner, not a positive way. Và người chủ của cái tài sản đó vẫn còn sống, chưa có chết. So if those facts are complete, can take as a friendly way. Và những yếu tố này nếu mà nó đầy đủ thì được gọi là cái cách lấy thân thiện. So especially bhikkhus may use those way. For example, if one bhikkhu passed away without saying anything, so his all his properties belong to Sangha. So because of this, if it belong to Sangha, sometimes to share other people difficult. So because of this, sometimes when one bhikkhu passed away, near to passed away, about to passed away, so the other bhikkhu accept all property. So I will occupy your properties. Sometimes the bhikkhus tell the person who about to pass the way, sometimes already occupy before passed the way. So because to share easily, some kind of properties, if it belong to Sangha, cannot share. Và đối với những cái cách thân thiện như vậy thì thường là nó có trong chúng tăng. Và ví dụ như khi một vị tỳ kheo mà mất đi á, thì tài sản đồ dùng của vật vị ấy tự động là trở thành của chúng tăng, tức là của chung. Và cái của chúng tăng đó thì nó phải được chia đều, và nó phải có như là cái luật lệ, cái cách thức để chia nó cũng rất là khó. Cho nên có một số vị trước khi chết á, thì cái vị bạn á, thì sẽ nhận hết cái phần của vị sắp mất ấy, nói với vị ấy rằng tôi sẽ lấy đồ của bạn ha. Thì nói như vậy thì đồ đó nó thuộc về một vị đó chia nó rất là dễ mà không cần sự cho phép của chư tăng. Nếu mà đồ của thuộc chư tăng rồi thì phải chia đúng luật và phải giữ gìn không được quăng đi, vân vân. Thành ra là ví dụ như một người sắp chết thì một vị khác mới nói tôi sẽ lấy đồ của sư nha. Thì như vậy đó là cái cách lấy thân thiện. Next one is making efforts, the same as the previous one. Và cái chi phần thứ tư là có một nỗ lực muốn lấy, giống như là ở cái chi phần mà ở cái giới giết hại. Getting or stealing with that effort. Sometimes although we make efforts, cannot get, if so not stealing. So getting with that effort. Và cái chi phần thứ năm là có được cái tài sản của cải đó nhờ cái nỗ lực lấy. Thỉnh thoảng chúng ta nỗ lực, chúng ta ăn cắp, nhưng mà chúng ta không có được cái tài sản đó thì không có thành tựu cái giới cái phạm giới trộm cắp. So if someone commits adina dana, can reborn into the woeful state. Và nếu một người đã thành tựu cái nghiệp bất thiện trộm cắp thì nghiệp đó có thể cho quả tái sanh vô bốn cõi khổ. As a subsequent results can be poor. Và những cái nghiệp tiếp theo liên đới đó là bị nghèo khổ. No, cannot get enough food. Không đủ ăn. Cannot get what he needs. Không có được những gì mà người ấy cần. Spoiling properties because of not knowing, trading, etc. Làm cho của cải tài sản đã có bị hư hại, ví dụ như không biết cách kinh doanh, buôn bán, vân vân. Spoiling properties because of five enemies.
và của cải tài sản bị hư hoại bởi năm kẻ thù. Five enemy means water, fire, thieves, king or government, or bad inheritors. Và năm kẻ thù mà làm hư hoại tài sản của cải đó chính là nước, lụt, lửa cháy, trộm cắp, bị vua quan hay là chính quyền tịch thu và bị cái người thừa tự hư làm cho tiêu hoại đi. So there is one bad story. So four women collect properties, monies by trading in wrong ways. Not righteous ways. So they collect monies. After that, they passed away. When they passed away, their husband got another wife. So they are using those monies, properties, with new wives. So because of this, those four women saw that situation from the beta life. Because of this, from the wall, climbing up above the wall, so they shouted that situation. Có một câu chuyện trong Ngạ Quý Sự nói về có bốn người phụ nữ. So they are same wife of one man. Maybe different families. Có bốn người phụ nữ, họ đã làm ăn buôn bán một cách không chân chánh, làm những cái, tức là họ kiếm tiền bằng những cái sự không có đúng đắn trong việc buôn bán làm ăn, và sau khi họ mạng chung, họ qua đời thì chồng của họ lại sử dụng cái từ tiền của tài sản đó cưới vợ khác và hưởng thụ với người vợ mới. Và bốn cái người phụ nữ này tái sanh vô cái cảnh giới ngạ quỷ, và họ từ cảnh giới ngạ quỷ họ thấy chồng của họ như hưởng thụ như vậy, và họ cảm thấy tức giận, giận dữ, và họ leo qua cái tường nhà và họ la lên. So we should go Nacara Viramani Sikabran Samadhi Yami. Và chúng ta đi qua cái giới thứ ba, đó là Kamesu Vichachara Viramani Sikabadam Samadhiyami, là con xin thọ trì điều học có tánh ý. So Samadhiyami is undertake. Samadhiyami, I undertake. Cái chữ Samadhiyami là con xin thọ trì. Sikabadam is training or practicing. Sikkhapadam là điều học hay là sự tu tập, sự huấn luyện. Viramani is being avoid or refraining from. Viramani là là tránh xa hay là thu thúc. So kamesu mechachara. Mechachara is wrong or miss. Chara is conduct, misconduct. Kamesu is in sensuality. So misconduct in sensuality. Và cái chữ kamesu mechachara là chữ tà dâm. Kamesu có nghĩa là sự dâm dục, và Michachara là sai trái, là hành vi sai trái. Normally, Kamesu Kama means something to see, something to listen, something to smell, something to taste, something to touch. So these are five objects are usually say Kama. But in this case, only something to touch. So that means association
man and woman as a sex. Mm. So only this case và for cái... here means sensuality. Cái chữ kamesu là nó thường là nó bắt nguồn từ chữ kama. Kama nó là dục, thường nó liên quan đến năm các cái yếu tố là những đối tượng thuộc về nhìn thấy, nghe thấy, ngửi, nếm và xúc chạm. Nhưng riêng trong trường hợp này, kamesu nó chỉ liên quan đến xúc chạm. Như vậy nó chỉ liên quan đến nam và nữ, và đây là vấn đề tình dục. Also, what is a misconduct around practicing? For example, husband and wife, as a worldly people, that is not wrong practicing, that is not misconduct. It is not so blameable. Và... as a worldly people, except like a husband and wife in other situation, that is, how to say, misconduct. Và Michachara là tà hạnh hay là có sự hành động sai trái. À, như thế nào mà có hành động sai trái trong vấn đề này? Thì đối với thế gian á, thì thường là cái chuyện nam nữ, nếu mà là vợ là chồng là bình thường, là không có bị chê trách hay là không có bị lên án. Tuy nhiên chỉ trong một số cái trường hợp hay trong một số cái hoàn cảnh thì gọi là bị lên án hay chê trách, còn lại là nó là bình thường. So first of all, I will explain about the for the man. So for the man should not associate with some kind of woman. Và tôi sẽ nói về đầu tiên là về người đàn ông. Đối với đàn ông thì không nên có cái sự quan hệ với một số loại người phụ nữ. Number one is Madhurakita. Madhurakita means the woman protected by mother. Đó, đầu tiên là Madhurakita là người phụ nữ hay người con gái có sự bảo vệ của mẹ. So cannot associate. If I ask it to the mother, if mother agree, can associate. Và người là người đàn ông không nên quan hệ với người con gái hay có mẹ bảo vệ, nếu muốn thì phải có sự cho phép của người mẹ. Next one is Pitu-rakita, protected by father. Và thứ hai là người con gái có cha bảo vệ. Next one is Mata-pitu-rakita, protected by both. Và thứ ba là người con gái có cả cha lẫn mẹ bảo vệ. Madhurakita, protected by brother. Và người con gái thứ tư là người con gái có anh bảo vệ. Bikini Rakita, protected by sister. Người thứ sáu, người con gái có chị bảo vệ. Nyati Rakita, protected by relatives. Thứ sáu là người con gái có họ hàng bảo vệ. Kota Rakita, protected by caste or clan or race. Và người thứ bảy là người con gái có dòng họ, có dòng họ bảo vệ. Next one is Dhamma Rakita, protected by Dhamma friend. Thứ tám là người con gái có bạn đạo bảo vệ. Dhamma friends are some religious women like that. Bạn đạo đây có nghĩa là có những người phụ nữ khác cùng tôn giáo bảo vệ họ. Next one is Saraka, the woman who has protector. Thứ chín là người phụ nữ, người con gái có giống như là có bảo vệ vậy đó. Có người theo để bảo vệ. Next one is Sabridanda. Sometimes the government or king announce like this, if someone associated with this lady will get punishment. So that is a Sabridanda. Và thứ 10 là Sabridanda là người phụ nữ, người con gái có chính quyền, chính phủ bảo vệ. Ví dụ như có một sự thông báo, nếu ai mà
giao du quan hệ với người phụ nữ này thì sẽ bị hình phạt. Để đó là có chính quyền bảo vệ. So now all 10 kinds of women, although they agree, so men cannot associate. If associate with them, that is a kamesumechachara. Và đây là 10 loại con gái phụ nữ mà đàn ông không nên quan hệ. Nếu người đàn, mặc dù những người con gái này có thể đồng ý, nhưng nếu mà người đàn ông quan hệ với họ thì vẫn bị phạm giới tà dâm. Because of this, if you want to marry, so have to try to get some mother father's agreement or government's agreement. So if a protector agree, and like as a wife, so that is a no kamesumechachara. Như vậy, nếu muốn quan hệ với những người con gái như vậy thì cần phải có sự đồng ý cho phép được cưới hỏi từ được sự cho phép cưới hỏi từ cha mẹ hoặc là người bảo hộ hoặc là người bạn hay là chính phủ vân vân. Thì như vậy sau khi đó thì không bị phạm giới tà dâm. Another ten kinds of women are others' wife. Và có 10 loại người phụ nữ khác là nó thuộc về đã là vợ của người khác. So these 10 others' wives also men cannot associate with. Và 10 loại người phụ nữ đã có người đàn ông khác sở hữu như là chồng thì người đàn ông cũng không nên quan hệ với họ. Number one is Dhanakita. Bind by property, wealth, one kind of wife, maybe in the ancient time, bind by wealth. Và loại thứ nhất là người vợ được đàn ông mua về bằng của cải. Có thể là vào thời xưa người ta mua vợ bằng một cái số tiền nào đó. Next, other's wife is Chandavasini, staying according to own desire as a wife. Và cái loại người vợ, phụ nữ thứ hai là đã là vợ của người khác do bởi cái ước muốn của tự họ. Next one is Bhogavasini, staying as a wife because of property. Và cái thứ ba là người phụ nữ đã vợ của người đàn ông khác là vì cô ấy muốn có của cải. Next one is Badawasini, staying as a wife because of clothing. Và thứ tư là hạng vợ mà đã thuộc về người đàn ông khác vì quần áo. Another one is Odabatikini. Odabatikini is maybe a kind of wedding ceremony. So maybe putting hand into the water together. So to be wife. Và thứ năm là người phụ nữ đã là vợ của người đàn ông khác sau khi có một cái lễ nghi nào đó, ví dụ như lễ cưới hỏi hoặc có những cái nghi thức, ví dụ như họ cùng chạm tay, họ cùng nhúng tay vô nước và giống như là có một cái sự thỏa thuận hay đính ước là đã thành vợ chồng. Next one is Obata Sombata. That is also one kind of wedding ceremony. Và cái thứ sáu thì cái từ Pali thầy mới đọc thì nó cũng là một cái dạng lễ cưới. Like giving in towel or something like this. Ví dụ như là quấn khăn, có nhiều cái tục lệ, nhiều cái lễ cưới khác nhau. Next one is Dasibariya, slave and wife. Và thứ bảy là hạng vợ là do nô lệ được ông chủ lấy làm vợ. Kamakari Priya, workers and wife. Thứ tám là hạng người công nhân hay là người làm được chủ lấy làm vợ. So next one is Dajahada. Dajahada is maybe from the army fighting with the other country. Gets
some woman as a wife. These are also others' wife. Và chính là những người phụ nữ mà được bị lấy làm vợ sau những cái cuộc chiến giữa hai nước hay giữa hai quân đội đó, thì bên nào thắng thì họ chiếm cái vùng đó và họ lấy những người phụ nữ khác làm vợ như là một chiến lợi phẩm, thì cái người phụ nữ đó đã thuộc về họ thì cũng được coi là người đã có chồng. Next one is a muhotika, short-term wife. Short-term wife. Và cái hạng thứ 10 là người vợ tạm thời trong một thời gian ngắn. So all are 10 kinds. So men cannot associate with these 10 kinds of others' wife. Và như vậy có 10 hạng phụ nữ đã thuộc về người khác, người đàn ông khác như là vợ, và đàn ông không nên quan hệ với những người phụ nữ này. À, không thể. So all are 20 for the men to avoid. Và như vậy có tổng cộng 20 loại người phụ nữ mà đàn ông nên tránh. So first 10 is all are single but have a protection. The second 10 is other's wife. Và 10 hạng phụ nữ, 10 hạng con gái đầu thì là giống như còn độc thân và có người giám hộ bảo hộ, và 10 loại phụ nữ hay sau là người đã có chồng, đã có cái người đàn ông khác sở hữu. So for the woman, among first 10, there is two kinds of women. One is a Saraka, who has protection. There is no like a mother, father, and so someone protect, although it is not yet wife. So in ancient time, so some men are from the mother womb, they mark. So that is will be my wife, like this. So that woman is a Saraka. Next woman is a Sabridanda. Sabridanda is a government or king announce people if associated with this lady, so will get punishment. So these are two kinds of women. So these two kinds of women cannot associate with others men. Và đối với phụ nữ thì sao? Thì trong đối với phụ nữ độc thân ấy, thì trong 10 loại phụ nữ mà đầu tiên mà thầy nói thì có 2 loại phụ nữ sau là người phụ nữ được giám hộ. Và giống như là cái người đã được đính ước. Có một số trường hợp là từ khi mà còn nhỏ hoặc là ngay cả trong bụng mẹ thì có người đàn ông khác hoặc gia đình khác họ đã chọn làm vợ bé này, sau khi ra đời hay sẽ lớn lên sẽ thành vợ của tôi hay là làm dâu của tôi, vân vân. Thì đây là người và phụ nữ đã có sự giám hộ đính ước, và người phụ nữ bị được chính quyền bảo hộ, nên thì hai hạng người phụ nữ này không được phép quan hệ với những người đàn ông khác. So next one is among next 10 about the other's wife, 10 kinds of other's wife. If 10 kinds of other's wife cannot associate the one except their husband. Và 10 loại phụ nữ mà kể sau đó, người đã thuộc quyền sở hữu của một người đàn ông khác như là chồng của mình, thì không thể quan hệ với người đàn ông nào khác ngoài chồng mình. So, based on person's morality, qualities may have more fault. Và như vậy, cái giới tà dâm là dựa trên cái nếu cái người nào mà phạm á, nếu giới đức của người đó càng cao thì tội lỗi càng nặng. So in the Buddha time, one
man who commits kamesumaichachara with Bhikkhuni, who is Arahanta or anything. So by hiding in a monastery, so trying to commit kamesumaichachara. So after come out from the monastery, so sink into the earth, reach into the hell. Và liên quan đến giới đức thì trong thời Đức Phật ấy, có một người thanh niên, người này núp ở trong thiền viện và đã hãm hại một vị tỳ kheo ni, vì đó đã đắc A-la-hán. Và sau khi đi ra từ cái khu rừng đó thì người thanh niên này bị đất nứt ra và bị kéo tuột xuống thẳng địa ngục A-ti, địa ngục. So there are four factors to complete action. Và có bốn chi phần để đưa đến một cái giới tà dâm. One is must be not associated with one. Thứ nhất là cái người mà không được phép là quan hệ. Next one is sevana chaita, having a mind to associate, having a desire to associate. Thứ hai là có tâm muốn quan hệ. Next one, making efforts. Thứ ba là làm một sự nỗ lực. Next one is completing action. Completing action means associating as a sex. Và thứ tư là cái hành động nó được hoàn thành. Ở đây có nghĩa là có sự quan hệ tình dục. So all four factors. Is this factors complete? So that is a kamesumaichachara. Và sau nếu bốn chi phần này thành tựu thì một người bị phạm vào giới tà dâm. So today we should stop. Tomorrow we will continue about the disadvantages. Và hôm nay chúng ta nên dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp về những cái quả bất thiện của nghiệp tà dâm. Sa-du. Sharing merit? Oh. Want to ask a question? Chị Phước hay là có ai muốn câu hỏi hay không? Are you sharing merit? Con xin được hỏi thầy. Con thì còn con thì trong cái bài học thì con rất là hứng thú với cái bài học về các cái tiến trình tâm, đặc biệt là một cái câu hỏi con tin rằng rất nhiều người muốn biết, đó chính là cái việc mà khi mà cận tử nghiệp ấy, thì cái hình ảnh cuối cùng sẽ là quyết định cho cái đời sống mới. Thầy có nói rằng là nghiệp quả bị nghiệp quả lúc đó chín nghiệp quả lúc đó chín mùi và nó trổ quả, thì con đang băn khoăn ở cái nghiệp quả chín mùi và nó trổ quả thì nó như thế nào. Liệu con hiểu như này có đúng không? Ví dụ như là nếu như mình giết, tức là mình giết 1.000 con muỗi thì nó sẽ thành một cái nghiệp là mình phải biến thành một con muỗi. Nhưng nếu như mình giết có 999 con thôi, thế và đến cái đời này khi mình hiểu được ra thì mình không có giết thêm một con nào nữa, và các kiếp sau mình cũng không có giết thêm nào nữa, thì cái nghiệp đấy nó sẽ không chín mùi. Thì cái hiểu như thế của con có đúng hay không ạ? Và nếu như mà như vậy thì khi mà ta không còn một cái hành vi bất thiện nào nữa thì lúc đó tất cả những cái nghiệp cũ của ta liệu có trổ quả hay không? Con xin hết ạ. So she has question, and this question I think many audience also interested or want to know. That's but they thought that every being or every of us when nearly to pass away, the near that moment there is an object of the mind, and based on that object we reborn in next life. And that object is the karma which is ripened to the near death moment. And so that karma decides where that being will go to next destination. So she wonder about the karma ripened, which karma ripened and how it's ripened. For example,
In this way, she understood is correct or not. Suppose she is, someone has or she has killed 1,000 mosquitoes. So when the time ripen or karma ripen, one mosquito she has killed, that's one time she must reborn as mosquito alive. Suppose she already killed 1,000 and she has already been 999 times has been a mosquito as a result, and one mosquito life left, but now she stopped with, the akusala action, no more killing. So that means she will not be reborn as a mosquito anymore. And so that means if then we know about the Dhamma, we stop doing akusala completely, and then the other karma, akusala karma, will not ripen, isn't it? The last part, suppose she know, now she no more kill. That means she, even though she should be one life, most as mosquito left, but they are stopping akusala, so that one left life, mosquito life may not occur, isn't it? So how many lives were produced? You mean one time killing? How many lives were produced? Yes. Yeah. So based on effort. For example, mosquito is very easy to kill. So some for example like a goat. So in a story, sheep. One woman, housewife. So maybe the guest, very powerful guest, or I don't know, come to her house. No husband in the house. So she have to kill the sheep to serve for the guest for food. So maybe she is not clever to kill the goat. She may have to kill very, very difficult way, or maybe have to make a lot of effort. So because of this, according to scriptures saying, so like such an amount of hair, body hair or sheep, those ears have to reborn in the hell. So about 500 lives have to be killed by others. So one time killing, many years in the hell, many times have to be killed. So based on how much effort you do, for example, killing a mosquito is one time, maybe you horse again or so. Like that. Because of this, according to Abhidhamma, you are mind process less. So, if you make a lot of effort, you have a lot of remorse after killing also. So, the process of akusala mind is many. So, killing in time also many. So, that jitana in the killing in time will produce a woeful state. But, after that, you have a remorse, such as akusala will give a subsequent result, like a weak and many disease. So, normally, one time killing may be able to produce, but if you make more efforts, more lives, more remorse, more result. Như vậy, có phải là muốn hỏi là một lần tạo nghiệp thì bao nhiêu đời phải trả, đúng không? Thì thầy nói rằng nó dựa trên cái nỗ lực. Trong kinh điển có nói về một trường hợp trong chú giải, tức là có một người phụ nữ đó, cô ở nhà, và hôm đó thì chồng đi vắng, thì có khách đến và cô phải làm tiệc để đãi khách, và cô phải giết một con dê. Nhưng mà vì cô không có thạo trong cái việc giết dê
cho nên cô phải ra sức rất là nhiều, phải nỗ lực rất là nhiều, rất là vất vả mới giết được con dê. Và như vậy các tiến trình tâm của cô nó khởi lên rất là nhiều. Cái tiến trình tâm trong khi thực hiện việc giết hại con dê đó nó khởi lên lâu hơn và nó mạnh mẽ hơn ấy. À, và vô số tiến trình tâm. Và trong chú giải có nói rằng cái số lông trên người con dê đó bao nhiêu thì cô ấy tái sinh vô trong địa ngục bấy nhiêu năm. Và sau khi ở địa ngục đó, thì 500 đời tái sanh trên các cái cảnh giới khác, 500 đời cũng bị giết hại trở lại, tức là dù làm thú là hay làm người bị giết hại trở lại. Và như vậy nó không nói chính xác là bao nhiêu đời mình phải chịu cái quả bất thiện, là vì các cái tiến trình tâm, một tiến trình tâm là một cái tác ý, nó một cái chitana, và nó một cái nó có thể cho quả cho một đời, và nhiều cái thì nó cho nhiều đời. Mà trong khi chúng ta làm một cái nỗ lực giết như vậy, nó vô số tiến trình tâm khởi lên, triệu triệu tỷ tỷ. Và tùy vô cái lúc mình giết, trước khi mình giết và sau khi mình giết. Ví dụ như trước khi mình giết mình còn có những ác ý tính toán, sau khi giết mình có sự hối hận ăn năn nhiều, thì các cái tiến trình tâm trước và sau khi giết đó nó cũng là bất thiện, và nó hỗ trợ cho cái quả bất thiện của cái việc giết đó trổ tiếp theo trong những đời sau, như là những cái gọi là nghiệp trợ, những cái nghiệp hỗ trợ. Another story is Kosaka. In the Buddha time, he is a devotee or monastery. So in one life, he has a family, he has a husband, he has a wife, one child. One day, the Ribasan cross desert. So at that time, very tired to cross the desert. So mother told to bring the child to her husband. Her husband was also very tired. So mother told not to throw away the child. But later the husband threw away the child in the desert because of very tired. So after overcoming the desert, so he found someone is donating food. So at that time he eats a lot of food. Before never eats. So also he saw one dog at the rich man's house eating good food. So he thinking, oh, dog is better than him. He has a lot of food. Dog has a lot of food. He is very hungry. So with this mind, he passed away. So I think after passed away, he become dogs. Why is his desire, his thinking is dog is better? Why is he has done throwing away a child? So may not consider killing. Anyway, maybe he has some akusala. So maybe because of that akusala, because of his... So in the dog life, one Pichika Buddha come to his house. So he love Pichika Buddha, barking the dangers to go away. So always welcoming Pichika Buddha and sending Pichika Buddha. So when Pichika Buddha fly in the sky, the dog barking with a lovely barking. So after passed away from that life, he reborn as a human. So in a human life, he have to be thrown away by others to kill him about 7 times. So why he do is that? So he is a stepson or adopted son. So one man and woman, no child. So they adopt
that person, but later got another child. Mm. So they want to kill the other one. Mm. Because of this, they throw away for 7 times or 8 times, mm. but no die. Mm. Something saved him. Maybe because of doing kusala for the pichika. Later, he got wives and he become rich man. So become devotee of Buddha's monastery, mm. like that. So he has very less panatipada. Mm. But kusala is a very big kusala. He has a chance to meet pichika Buddha, mm. or love pichika Buddha. So kusala is very high. So panatipada is very less situation. His son, because of Tanya, just threw away. So the result is different. Và thầy có kể một câu chuyện. Và thời Đức Phật có một cái người cận sự tên là Kosaka, và là một người cận sự trong một cái thiền viện. Và nhân đời trước của ông ấy là trong một cái quá khứ là ông có một người vợ. Và người ông, vợ và con, và trong một dịp hai vợ chồng và đứa con đó phải đi băng qua một cái sa mạc, và do thiếu thức ăn, do quá mệt mỏi, cho nên hai vợ chồng đã thay nhau ẵm con. Và những người vợ mệt thì đưa chồng ẵm, và chồng mệt đưa vợ ẵm. Thì đến một lúc cả hai đều kiệt sức, và người vợ và bảo chồng đừng có quăng con, nhưng mà ông do người chồng quá mệt mỏi và đuối sức rồi cho nên phải bỏ đứa con đi. Và hai người cuối cùng cũng đi đến được ngôi làng ra khỏi sa mạc, và đi đến một cái nhà của một người giàu có, và ông chủ này rất hào phóng và cho những cái người đói khổ ăn. Và hai người được ăn cơm, ăn thức ăn rất là ngon sau những ngày đói khổ. Trong cùng lúc hai người ăn được như vậy thì con chó của ông chủ cũng đang ăn những thức ăn thượng vị. Và vì trải qua một cái chặng đường vô cùng khổ cực, mệt nhọc, và được ăn thức ăn rất là ngon, và anh chàng này ăn rất là nhiều. Và trong khi ăn đó thì thấy con chó nó ăn, thì ông nghĩ làm con chó như ông của ông chủ này còn sướng hơn mình. Cuộc đời của con chó, thấy lúc đó ông nghĩ thầm, so sánh con chó nó còn sướng hơn cuộc đời mình. Thì do ăn nhiều quá sau những ngày nhịn đói thì ông bị bội thực và ông chết và tái sanh làm con chó. Thì cái việc tái sanh làm con chó nó có thể do hai yếu tố, đó là do ông dính mắc với đời sống con chó, cho rằng đời sống con chó là tốt hơn, và thứ hai có thể do bất thiện nghiệp, như là giết đứa con. Nếu mà có thể là ông không có tác ý giết, nhưng mà chỉ mệt quá quất bỏ đứa con, thì nó cái tác ý đó nó cũng có thể rất là nhẹ, nhưng mà nó cũng là một bất thiện nghiệp. Và tái sanh làm con chó thì đời con chó đó thì nó may mắn nó được gặp một vị Phật độc giác. Nó sống trong một ngôi nhà, và ông chủ nó là một người mà hay cúng dường vị Phật độc giác, thì con chó nó rất là kính trọng và yêu mến vị Phật này. Nó hay bảy đuôi và sủa một cách vui vẻ để chào đón khi vị ấy đến, và nó hay dẫn đường cho vị ấy khi vị ấy trở về khu rừng. Nó sủa những cái con thú nguy hiểm, hay là nó chạy trước để nó dẫn đường, hoặc là khi vị ấy bay lên bầu trời thì nó sủa theo một cách vui vẻ hay là kính trọng hoan hỷ. Như vậy thì nó có nhiều thiện nghiệp trong cái đời chó khi mà làm, khi gặp được vị Phật độc giác. Và sau đời chó đó nó tái sanh như làm người, và do cái bất thiện nghiệp như là quăng con, bỏ con, thì cái cậu bé này khi vừa sinh ra là đã bị người ta cố tình đem đi quăng bỏ, hoặc cố tình đi giết hại 7 hoặc 8 lần nhưng mà đều không thành công. Ví dụ như bị cha mẹ bỏ rơi, rồi có người không có con nhặt nuôi, mà sau đó họ lại có một cái đứa con khác thì họ lại muốn giết đứa trẻ lớn đi, nhưng mà giết không thành công. Và họ cứ như vậy 7-8 lần chuyển qua chỗ này, chuyển qua chỗ kia để giết hại nhưng mà không được. Thì do cái thiện nghiệp của đời làm chó
nó đối với Đức Phật Độc Giác nó bảo vệ. Và do bất thiện nghiệp mà bỏ con á, quăng con á, thì là nó trổ cái quả như vậy. Nhưng mà có cái thiện nghiệp của con đời làm chó nó bảo hộ, cho nên cái người này không có chết. Và cuối cùng thì anh này anh lấy được vợ và trở nên rất là giàu có, và trở thành một người cận sự ở trong một ngôi thiền viện. Và đó là cái cách mà nghiệp nó vận hành. Trong trường hợp này, nghiệp giết hại thì ít, Panatipata giết hại đứa con thì ít, nhưng mà cái nghiệp thiện nghiệp mà đối với cung kính Đức Phật Độc Giác thì nhiều, cho nên nó hỗ trợ như vậy. Và đó là cái cách nghiệp vận hành. So we may have committed a lot of unwholesomeness. Because of this, we may suffer in the future. If we don't have a Dhamma, we don't know Dhamma, also we will commit unwholesomeness in the future. So we have a suffering. So what we should do is not trying to go back. Practice here until you got attainment. No more next life, no more suffering. Và chúng ta có thể đã từng phạm rất là nhiều cái lỗi lầm hay bất thiện trong quá khứ. Và chúng ta do những cái bất thiện chúng ta sẽ như là những cái quả của bất thiện, chúng ta sẽ có nhiều khổ đau trong tương lai. Hoặc nếu không biết giáo pháp thì chúng ta sẽ làm rất là nhiều bất thiện nghiệp nữa trong tương lai, và cũng là khổ đau. Như vậy để tránh khỏi khổ đau, không bị khổ đau nữa thì quý vị đừng có đi về, cứ nên ở đây thực hành cho đến khi mà chứng ngộ, giác ngộ và không còn tái sanh vào một đời sống nào nữa thì không còn khổ đau gì nữa. Do you agree? Mọi người có đồng ý không ạ? So she said that Bhante should stay here. Also, so stay here forever in order to teach. Yeah. 9:15. One question, small one. Venerable sir, we are the former. So we have to use the. There's some kind of poison to spray to avoid the insect, especially the worm for the concrete counter. So is it a very serious, heavy karma? Con kính bạch ngài, chúng con làm nông nghiệp đang còn phải dùng thuốc trừ sâu, vậy nghiệp này có nặng lắm không ạ? So first of all, I want to say you should check Panatipata factors. Và đầu tiên tôi muốn nói rằng là các bạn nên kiểm tra năm cái chi phần của cái nghiệp sát sanh. So second thing is I want to say about the Bande Kaspa. Bande Kaspa is a name is a papally before ordination. So he also his wife is a Badaka Pilani. They also farmer. So one time with their group go to the farming, pull out some maybe crops or something. So because of pull out from the earth, insects come out. So at that time, the birds come and eat. So that's husband and wife, Pandi Kaspa, his wife, very pure person there. So asking his group, so if a bite, birds bite those insects, who's fault? So the group say owner's fault. So if so, to be pure, ordaining is better. Later they ordain, practice, and become noble person. So you may heard many times Vani Kasapa. So you should think like them. Và đầu tiên là nên kiểm tra năm chi phần, và thứ hai tôi muốn nói về câu chuyện của ngài
đại trưởng lão Đại Ca Diếp Kassapa. Trước khi xuất gia, ngài tên là Pipali và vợ của ngài là Katapatipali, là hai Pirani, là dịch Việt ra là gọi là Mỹ Hạnh. Và trước khi hai người xuất gia thì hai người cũng là nông, người làm nghề nông. Và một lúc nọ, không phải làm nông mà làm điền chủ ấy, thì có một lần mùa đi đặt đi thu hoạch mùa màng á, thì cái nhóm công nhân nông dân của họ mới đi nhổ cái cây lên, thì dưới cái cây đó nó có những cái côn trùng hay như là dung rồi đó, thì chim ở trên trời nó mới sa xuống nó ăn. Thì nhìn thấy cái cảnh đó thì ngài và vợ của ngài mới hỏi như vậy, cái chuyện này xảy ra là lỗi của ai, cái như nó cái nghiệp đó, cái tội nó thuộc về ai. Thì mấy cái người làm ấy, họ nói cái nghiệp này, cái tội này thuộc về ông chủ và chủ. Thế là hai người cảm thấy, vì hai người rất là trong sạch, cho nên hai người cảm thấy không ổn, cho nên hai người mới nói như vậy thì tốt nhất ta nên đi xuất gia để tránh những cái lỗi lầm. Và hai người đã đi xuất gia và tu tập, và sau này họ trở thành những bậc thánh trong giáo pháp của Đức Phật. Có thể các vị, quý vị đã nghe nhiều về ngài Đại Ca Diếp. Và như vậy chúng ta nên nghĩ theo cái cách của ngài Ca Diếp. So here you may not need to do farming. Và ở đây ta, quý vị không cần phải làm nông. So changing from farmer to meditator, so it is may not be difficult. Và chuyển từ nông dân thành thiền sinh thì không khó quá. Chúng ta chia phước. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asava khayam. Asava khayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Vachayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sava sadhanam. Sava satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabe. Te sabe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labantu. Labantu. Sadhu. 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 Sadhu.